Xin chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn đã đến với kênh Đi Đến Đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi một vài vòng trung tâm thành phố Long Xuyên. Hiện tại chúng ta đang ở quảng trường Trưng Nữ Vương thuộc phường Mỹ Long. Bây giờ đang khoảng 6:20. Các quán ăn thì cũng có vài người ta vô ăn nè. Tại giờ này giờ cơm, chán cơm nữa kìa, mang tiệm trong nhà. Trên con đường này thì khá nhiều là tiệm vàng. Ở đây thì khu này khá là lâu đời, từ thời Pháp tới giờ. Giờ chúng ta sẽ phải trước con đường tên là đường Nguyễn Huệ. Con đường này thì đi xuống Phạo Môi rất là quen thuộc. Buổi sáng thì dưới đây chợ búa, những hàng sạp chợ tay quầy bán ở dưới lòng đường, còn bây giờ thì những hàng quán bán đồ ăn. Con đường này là con đường Lê Thị Nhiên. Còn có chỗ để Bạch Đằng, chắc là con đường này là đường Bạch Đằng. Ở đây thì bán đồ sỉ lẻ là nhiều. Con đường này đi tới con đường đi thẳng thì tới con nói với con đường Nguyễn Trãi. Ở đây thì bán trái cây, nhưng mà trái cây thì đưa hơi xa, hơi sát vô ngoài lộ quá, vì con đường này rất là rộng. Chúng ta sẽ rẽ phải vào con đường Lê Minh Quân. Ở bên trái thì là ngôi trường tiểu học Lê Quý Đôn, ngày xưa là trường Hoa Liên. Ở bên phải là ngôi trường mẫu giáo Hoa Sen, mới xây dựng gần đây. Còn bên đã hai bên đường thì vỉa hè thì bán rất là nhiều đồ ăn, từ đồ ăn vặt đến đồ ăn no có đủ. Tay phải của chú anh chị là gặp hát Tăng Đô ngày xưa, hiện tại đang là của bên công an. Đây là chợ Mỹ Long. Chợ này chuyên bán quần áo, mấy cái bố rồi nọ.
đây thì khu lâu đài rồi, từ thời Pháp tới giờ. Buổi tối thì cửa hàng ta đã đóng cửa hết, chỉ còn một vài cửa hàng bán. Còn cái đây là cái cầu Duy Tân. Đây là bờ kè cầu Duy Tân và Hoàng Diệu. Mỗi tối thì người ta kinh doanh đồ ăn vặt với nước uống để cho mọi người xuống thưởng thức. Thế đằng kia sẽ hết đường, chúng ta rẽ trái đi vào con đường Lương Văn Cù. Bên đây phải là gặp hát Thanh Liêm. Còn con đường này là con đường Ngô Gia Tự. Chúng ta tiếp tục đi thẳng. Đây thì là khách sạn Long Xuyên, nhà hàng Long Xuyên, lâu đời. Đường Lô Văn Cầu. Buổi tối thì con đường này hơi vắng vẻ. Ta tới con đường Nguyễn Trãi. Trên con đường này thì người ta bán đồ ăn cũng khá nhiều. Đủ loại món. Trước mà trước mình của chú anh chị là cái đèn bốn ngọn. Hiện nay đèn bốn ngọn này có từ lâu rồi. Giờ này xe đi vô con đường ẩm thực ở trong khu đại học Kinh Giang cũ. Ta đã trái vào con đường Võ Thị Sáu. Có bán cơm. Khu này cũng khá nhiều là
nhà trọ, nhiều quán cơm. Rất là nhiều nơi bán đồ ăn nên không có thiếu chỗ cho mọi người mua đồ ăn. Trung tâm Long Xuyên thì tập trung một vài chỗ để bán đồ ăn. Ở chỗ này thì dưới bán đồ ăn vặt là nhiều. Những quầy ăn vặt. Video đến đây em xin được tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã xem hết video này. Chúc quý cô chú anh chị các bạn xem video hoặc là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại.